Sau khi các bạn chỉnh sửa lát sàn xong thì chúng ta sẽ áp vật liệu cho đối tượng. Các bạn bấm phím M cho mình nhé. Nếu mà các bạn sổ lên mà nó nổi lên ở bảng công tắc này dạng nút như này thì bạn bấm vào chức năng mode cho mình và chuyển ra dạng Snap Material Editor cho mình. Sau đó bạn tìm đến chuột phải cũng được. Bạn tìm cho mình đến một cục vật liệu có tên là Vray, phần Material này, Vray này. Và tìm đến cho mình Vray MTL. Tiếp theo mình chuột phải ở đây mình chọn mục Map. Bạn tìm đến từ Multi Teacher này, General xong là Multi Teacher nhé. Bạn nối cái mục Multi Teacher này vào mục Diffuse này thôi. Và bạn có thể mở lớn cái màn hình này lên cũng được. Trong phần Multi Teacher này bạn kích đúp vào thì nổi lên có phần Manager Teacher. Bạn kích vào đó, Add Bitmap. Bạn tìm đến cái nơi mà bạn chứa cái file map mà mình đã để. Sau đó chúng ta tìm đến cái map. Ở đây thì nó sẽ có bằng này cái map. Mình sẽ chọn tất cả những cái map này và bấm Open. Open ở đây thì chúng ta sẽ tắt cái bảng này đi. Để các map này nó hiển thị ở trong cái phần review mình nhìn thấy, mình kích đúp vào đây này. Xong rồi ở đây thì có chức năng là sâu, sơ đồ mình nó sâu nó lên. À, nó có cái vạch đỏ ở đây này. Sau đó chúng ta cầm cái đối tượng này, chúng ta kéo vào cái map. Nếu mà chúng ta đã chọn cái sàn này rồi thì chúng ta chỉ cần chuột phải vào đây là xong. Select Assign Material to Select. Còn không ấy, thì nếu mà chưa bạn chưa chọn vào cái sàn này thì bạn cầm cái nút này, bạn kéo vào đây là được. Đó, thì hai cách thì giống nhau. Đó. Ví dụ mình vẽ một khối bóc nhé. Thì cứ gọi là đây là một cái mặt sàn đúng không ạ? Nếu bạn chọn cái đối tượng này thì bạn chỉ cần chuột phải và xác nhận là được. Còn không thì bạn kéo cái nút kia bạn kéo thôi. Hoặc là cách thứ ba nữa thì còn một cái chức năng nữa. Đó mình cứ đu vào đây này. Thì nó có phần đây này. Đó chính là từ Asset to Material này. Đấy. Thì nó giống hệt với chức năng chuột phải này. Đấy. Thì mình hay dùng chức năng chuột phải hơn cho nó tiện. Đấy. Sau khi áp rồi ấy, bạn nhìn như này thì nó là bình thường, nhưng khi render này này, nó sẽ khác. Ở đây tại vì nó có một mặt phẳng thôi nên nó khác, nhưng mà bạn nhìn kỹ ở đây này, TZ này, nó zoom lớn lên đây này, đây này, nó tự động, nó automatic. Bạn hiểu không là trong cái phần này này, nó sẽ tự động, nó lấy map số 1, số 2, số 3, số 4, số 5, số 7, số 8, số 9 này, có bao nhiêu map ấy, xong nó lại quay lại. Và cái này nó tự động auto, mình không phải căn UV, thì nó tự áp vào đây. Sau đó chúng ta nếu mà đặt camera rồi thì nó bấm xem render là nó ra thôi. Đây mình setting cho nó một chút xíu. Bấm render này. Đấy. Vậy là chúng ta cái sàn này là có cái vật liệu sàn này. Được chưa ạ? Là cái bài này ánh sáng hơi yếu, mình muốn ánh sáng nó vượt lên một tí nữa. Chọn cái đèn này. Ở đây thì nó chỉ có hai cái đèn thôi. Là hai cái này là cái loại 60 thì mình tăng lên khoảng tầm 120 đi. Cái màu đấy cho thành màu hơi xanh, tông xanh tí. Và bạn đây nêu lại. Bình thường các cái vật liệu của chúng ta đây chưa áp vật liệu, chưa áp thông số cho nó thì nó sẽ mình sẽ lấy bức ảnh finish này để mình đi so sánh, mình render với các bức hình khác. Cái noise này, cái bẩn bẩn này thì sau này chúng ta dùng setting cao lên thì nó sẽ hết và sẽ mất, còn thấp thì nó không bao giờ nó hết được đâu. Đã muốn rực rỡ lên nữa thì bạn tăng cường độ sáng của đèn lên.
tất cả là do cảm nhận hết. Bấm Shift Q. Cái bầu trời bên ngoài tốt lại, bầu trời nó đã hơi tối, mình muốn tăng cái bầu trời lên tí nữa. Hôm trước chúng ta vận địa bầu trời chúng ta học rồi đúng không ạ? Bấm phím M này. Và mình không biết cái cục này nó đâu thì mình cầm mình hút. Lấy thông số của nó đây. Hiện tại nó đang là bằng 20 giờ, thấy hơi tối, mình muốn tăng lên một xíu nữa. Tăng lên gấp đôi chứ. Gấp đôi đi, gần gấp đôi đi cho 3 năm. Và render. Cho 40 nhé. Chúng ta bấm phím M nhé. Chúng ta kéo ra một cục vật liệu có tên là VRAYMTL. Trong bảng VRAYMTL này thì nó có rất nhiều thông số. Và chúng ta sẽ để ý đến cái thông số đầu tiên là thông số Reflection, là thông số phản chiếu. Bình thường chúng ta học nó trong cái thông số Diffuse này chính là màu sắc của đối tượng. Giả dụ mình áp ra cái chữ ấm này là cái màu là màu đỏ đi. Ok. Add to Select. Sau đó mình sẽ khoanh render khoanh một vùng nữa thôi. Khoanh một vùng này. Stop lại nhé. Render lại. Stop lại. Thì cái ấm của chúng ta sẽ có màu đỏ. Và đây chỉ gọi là màu sắc thôi. Màu sắc được thể hiện trên bề mặt của đối tượng. Giờ mình không thích màu đỏ nữa. Mình muốn một màu khác. Ví dụ màu xanh lá. Ok. Bấm render. Thì đối tượng ta sẽ được đổi thành màu xanh lá. Đây chỉ là cái màu sắc của nó thôi. Giờ mình không muốn màu sắc nữa, mình muốn áp một chất liệu chẳng như chất liệu gỗ, chất liệu vải, chất liệu đá, chất liệu gì. Thì chúng ta sẽ áp một cái texture vào trong nó. Bạn kích vào đây cũng được, mà bấm chuột phải để chọn Material, chọn General, chọn Bitmap. Hoặc là bạn kéo xuống bên dưới này có chức năng Bitmap đây. Kích đúp vào, mình kéo ra đây này. Thì nó nổi lên một cái bảng, thì đây mình tìm được một cái texture mình muốn. Ví dụ mình muốn áp cho chất liệu nó là chất liệu đá. Sau đó mình áp vào diffuse thôi. Ở đây thì nó chưa sâu lên đối tượng, ở đây chúng ta phải bấm ở đây, chúng ta bấm kích vào nút sâu này lên thì nó sẽ sâu lên đối tượng. Chúng ta bấm render bây giờ. Cái đối tượng chúng ta sẽ có chất liệu. Có vẻ hình ảnh bình thường nhưng chúng ta nhìn thấy nó sẽ là có cái map đá. Nhưng nó vẫn chưa diễn tả được cái chất liệu đá thực sự, nó chỉ là cái ảnh nó áp lên thôi. Đó. Mình đổi một cái map khác. Mình có thể mở to cái bảng này lên nhé, mình kích đúp vào đây này. Thì mình thay đổi cái map vào đây. Bạn không thích map đá nên thì bạn muốn là một con vịt nó nằm ở trên đấy chẳng hạn. Thì đối tượng ta bây giờ nó sẽ xuất hiện một con vịt. Đó. Stop lại nhé, mình không muốn con vịt cũng một cái gì đó nữa. Line map này. Bạn render. Thì đối tượng ta sẽ được hiện đá thì phản chiếu nó ít thôi. Ví dụ mình lấy một chất liệu là chất liệu gỗ này. Này, gỗ đây. Mình render. Thì cái gỗ này nó cũng chưa có phản chiếu. Mà mình muốn có phản chiếu thì chúng ta sẽ vào trong cái bảng cục vật liệu này. Thì cái thông số Reflection nó diễn tả từ màu sắc, từ màu trắng đến màu đen. Bạn kích vào đây này. Nó giải màu từ 0 đến 255, 255 là màu trắng nhất. 255. Nó diễn tả từ trắng sang đen, bạn muốn phản chiếu nhiều thì tăng lên trắng, còn muốn phản chiếu ít thì đưa về đen. Ví dụ mình làm ở tập trung chẳng hạn đi. Ok. Giờ mình render. Đã, bắt đầu đối tượng ta có phản chiếu. Phản chiếu là phản trả môi trường từ bên ngoài vào. Mình sẽ áp cho mấy cái đối tượng ở đây, mình render cả cái vùng này cho nó.
app luôn. Chuột phải sẽ tôi sẽ thích. Sau đó mình bấm render. Thì đây bắt đầu cái thông số phản chiếu nó xuất hiện ở đây. Mình nhìn ở trên đối tượng này cho nó rõ nhé, còn các đối tượng khác thì nó không rõ lắm. Giờ mình sẽ tăng giảm cái độ phản chiếu đi xem như thế nào nhé. À, ví dụ mình bấm ở đây đang là màu xám đúng không? Nó là phản chiếu vừa phải, rồi mình tăng maximum như thế nào gần gần phản chiếu 100% nhé. Là mình render mình đặt cái bức ảnh vừa nãy mình render này là B, và cái bức ảnh mình đang render sẽ là bức ảnh thứ A. A nó sẽ nằm ở bên trên và chúng ta sẽ xem kết quả. Bạn hiểu cái thông số này chưa? Cái này phải hiểu thật rõ nhé, học đến đâu hiểu thế này. Các bạn chắc không phải thực hành ở dưới đâu, mà nghe về chắc cũng đủ hiểu rồi đúng không? Đó. Thì phản chiếu này thì nó có hai kiểu phản chiếu. Đây là phản chiếu là mình đang lấy là phản chiếu cái màu trắng vào thôi, đúng không? Ví dụ mình muốn đặt chất liệu vàng thì sao? Đây là phản chiếu là gỗ đối với chất liệu inox vàng. Bây giờ mình sẽ đặt một cục inox một cục vàng nhé, thì xem như nào nhé. Cũng là phản chiếu. Đặt hai cái chất liệu đó là một chất liệu inox và chất liệu là vàng, chúng ta bấm phím M này. Đó, chúng ta kéo ra một cục vật liệu cũng có tên là vào đấy mà tên là mình sẽ giữ ship copy sang cục mới. Thì vàng thì nó nhiều kiểu vàng và inox cũng nhiều kiểu inox. Ở đây mình sẽ nói đến một thông số chung thôi, delete nhé. Ví dụ hai chất liệu này có độ phản chiếu giống nhau, kích đúp vào đây nhé. Ví dụ mình muốn phản chiếu của vàng nó khoảng tầm này đi, ví dụ như thế, ok. À, chúng ta sẽ muốn vàng hay là inox nó chỉ khác nhau một cái màu sắc của phản chiếu thôi. À, chúng ta sẽ copy cái cục này sang cục thứ hai, có cái hai cục này thì giống hệt nhau nhưng nó khác nhau, mình sẽ đổi. Ví dụ cái cục đầu tiên ấy, mình muốn cái màu sắc của nó phản chiếu là như này, và chúng ta sẽ bỏ chức năng phản chiếu theo góc vuông, mình cho nó phản chiếu. Rồi mình sẽ cục đầu tiên với cục thứ hai mình sẽ khác nhau một cái màu của reflection. Ví dụ một cái mình đưa cái reflection có cái màu phản chiếu ấy, nó sẽ là một cái màu vàng. Cái cục này có màu phản chiếu là màu vàng, còn cái cục này vẫn phản chiếu là màu trắng. Mình sẽ áp này hai cho hai cục. Cục này là màu trắng đúng không? Mình sẽ áp cho đối tượng này. Còn cục này là một cục màu vàng đúng không? Kích đúp vào mình sẽ áp cho đối tượng bên cạnh. Và hai cái cục này nhìn bình thường thì không có gì khác nhau, khi render ra thì nó sẽ khác nhau. Mình sẽ tắt AB đi và mình mới khoanh được vùng. Bây giờ mình bấm render. Thì bạn thấy là cái màu phản chiếu của hai đối tượng nó khác nhau, một cái nó phản chiếu màu trắng và một cái nó phản chiếu cái màu vàng, và vàng đây chưa đủ đúng không? Mình cho nó vàng mạnh đi. Render, ok. Thì bạn thấy màu vàng này nó xuất hiện nhiều hơn, nhưng do cái diffuse nó màu trắng nên không rõ, nên cục vật liệu này thì đúng là mình phải đổi diffuse cho nó màu đen đi, để nó phản chiếu nhiều cái màu phản chiếu vào. Cái diffuse là cái màu bản chất ở bên dưới, còn cái reflection nó chỉ là cái phản chiếu ở bên trên thôi. Nhá, stop lại nhé. Cái cục này mình nói lại. Mình xóa cái cục này đi. Mình áp lại nhé. Nó đông. Nó lại thì nó dễ rõ hơn. Vào đây MTL kéo ra này. Cái đối tượng đầu tiên ấy, diffuse mình sẽ để là màu đen. Và phản chiếu mình sẽ để là màu trắng. Mình sẽ copy ra cái đối tượng thứ hai, cái này mình đảo ngược sang bên này thì giống như bên này. Cái diffuse vẫn là màu đen nhưng cái màu reflection nó sẽ là một cái màu
màu quả vàng ấy. Ok. Đó. Thì chúng ta sẽ áp lại cho hai đối tượng. Cái cục đầu tiên sẽ áp vào. Đấy, cục thứ hai mình sẽ áp vào cục này. Đó. Sau đó giờ mình render lại. Thì bên này nó sẽ ra là màu đen và phản chiếu là cái màu vàng vàng. Bên này phản màu đen nhưng phản chiếu là màu trắng, còn bên này màu đen phản chiếu màu vàng. Nếu ngược lại cái màu trắng này thì mình sẽ đổi một cái màu khác, màu xanh đi. Tại giờ mình render thì nó sẽ là màu đen và nó phản chiếu cái màu phản chiếu là màu màu xanh. Đấy. Thì thường thường tương ứng với chất liệu màu vàng, các bạn muốn đặt nó bằng vàng thì chúng ta sẽ đổi cái màu đen này không phải là màu đen nữa mà nó sẽ là một màu vàng, thì nó sẽ biến thành chất liệu vàng bóng, cũng lấy một cái tông vàng, thường tông này thì nó sẽ đậm hơn một chút xíu, bớt xanh thì đây như này là ok rồi. Bây giờ bấm render thì đối tượng nó ra đúng cái chất liệu vàng vàng này. Vàng này nhạt quá, vàng kia nó sẽ đậm hơn, tăng thêm chữ đỏ nữa đi. Đó, mình bấm render. Cái vàng bây giờ nó không bị chóe nữa, có thể nó hơi hơi quá, tăng nó sáng lên đi nữa. Và cái quá này thì cũng tùy theo từng mắt mỗi người, người thì bảo như thế được rồi, nhưng người thì bảo chưa được. Cái chuyện này là màu sắc là do mình quyết định hết, mình chủ động mình đặt. Đấy. Ngoài ra chúng ta không muốn cái phản chiếu cái màu vàng này nữa, mà chúng ta muốn phản chiếu thêm một cái map vào đó thì kích vào đây này. Thì bạn ấy kích vào đây, bạn ví dụ mình chọn một cái bitmap, ở đây mình muốn phản chiếu là màu màu đỏ này đi, ok. À, thì nó được nối vào, khi mình kích vào đây thì nó tự động nó nối vào đây luôn. Thì đối tượng này màu vàng này nó không phải là phản chiếu nó một màu, mà nó sẽ phải phản chiếu thêm một màu map này. Thử render xem thế nào. Đấy, nó sẽ phản chiếu một cái màu đỏ của cái map này. Tại giờ vật liệu đang là màu đỏ nên mình nhìn không rõ đúng không ạ? Giờ mình sẽ để nó là màu trắng thì sẽ rõ hơn. Stop lại, đưa vật liệu nó thành màu trắng. Bên trên là vật liệu, bên dưới là phản chiếu nhé, và render. Đấy, trong cái vật liệu màu trắng này nó có cái phản chiếu cái màu vàng này, màu quả. Thường khi mình làm này thì mình đưa chất liệu này về màu đen ấy, thì nó lấy hoàn toàn, nhưng chất liệu màu trắng thì hơi khó, ở góc độ này nó hơi khó 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 để ra được. Đưa nó về màu đen đi. Màu đen thì nó phản xạ mạnh hơn một chút xíu thôi, cảm giác nó mạnh hơn một chút xíu thôi. Nhưng nó còn liên quan đến từng góc độ nữa. Đấy. Thì đơn giản là nó sẽ phản xạ cái màu màu đối tượng này, chứ nó không phản xạ theo màu trắng hay màu vàng gì nữa. Tiếp theo chúng ta học đến thông số thứ hai trong cái bảng M này. Vừa nãy là chúng ta học thông số reflection rồi, và chúng ta học đến thông số Grosinit này. Giờ mình cứ đưa cái reflection này đưa về 100%, phản chiếu là 255 nhé. Ok, có nghĩa là phản chiếu hoàn toàn đấy. Thì cái chức năng này có nghĩa là độ sắc nét của hình ảnh phản chiếu. Độ sắc nét của hình ảnh phản chiếu phản xạ nhé. Thì càng để bằng 1 ấy, thì nó sắc nét nhất. Vừa nãy mình đang chỉnh cái cục này đang chấm đâm thôi. Để lại trở lại bình thường đi. Mình sẽ hút lại cái cục vật liệu này. Thực ra ở đây mình bỏ reflection đi nhé. Để màu sắc phản chiếu. Rồi. Nó phản chiếu hoàn toàn đi. Chúng ta sẽ render lại cái cục vật liệu này. Bạn thấy bắt đầu cái hình ảnh phản chiếu là cái bóng vào đối tượng này, này nó bóng vào đây, mình khen nó rộng rồi nhé. Cho vật liệu gỗ này nó bóng lên tí nữa.
để không muốn, để muốn sắp xếp các đối tượng này vào, mình cần bật nút này này, và tự động nó sắp xếp này. Vật liệu đây là vật liệu gỗ này, vừa mình cho phản chiếu rất là ít đúng không, rồi cho phản chiếu nhiều lên, cố ý mình cho nhiều lên để nó rõ rõ cái hình ảnh phản chiếu thôi. Rồi chúng ta bấm lên được. Khi mình chọn chức năng này mình sẽ chọn cái vùng nào lên trước, bạn thấy những cái hình ảnh phản chiếu ở đây này, cái cửa sổ được phản chiếu rất là rõ ràng vào trong trong đối tượng này. Đã. Bây giờ mình sẽ giảm cái thông số này xuống nha, bạn nhìn này tí mình sẽ so sánh kết quả này. Mình chọn bức hình này là B, bắt đầu mình giảm các vật liệu xuống này. Cái gỗ này cái độ mờ phản chiếu nó bằng bằng một đúng không, bằng một thì nó phản chiếu hoàn toàn, mình hiểu nó mà mình giảm xuống, ví dụ mình giảm xuống 1.5. Thì bạn nhìn để kỹ ở đây ấy, thì nếu bạn để bằng một ở đây này. Đấy, thì bạn thấy là cái bóng này nó rất là bình thường, nhưng nếu mà bạn nó giảm xuống bằng chấm 5 này, nghĩa là giảm xuống 1/2, thì độ mờ ở đây nó xuất hiện rất là mạnh này. Và mình cũng giảm xuống cái đối tượng màu trắng này đúng không ạ, mình cũng giảm xuống 1/2, thằng này để chấm 6 đi. Giờ mình sẽ ren lại hai cái vùng này, xem vùng này và vùng này xem nó phản chiếu như nào và hình ảnh nó còn bị mờ hay là rõ. Còn render nhé, mình sẽ chọn cái vùng vùng mình chỉ chuẩn nó render trước. À, bạn sau này bức hình bạn thấy là chỗ này là phản chiếu cái hình này nó biến mất đi rồi, và chỗ này nó cũng mờ đi, cối mình đang đặt rất là mạnh. Có phải lúc trước mình thấy là cái chuyên này nó phản chiếu vào đây không, mà bây giờ thì nó mất đi rồi. Và trước này mình thấy cái cửa sổ nó và phản chiếu vào đây thì nó mất rồi. Còn đối tượng ở bên này mình không giảm đi thì nó vẫn bình thường đúng không ạ, còn đối tượng này giảm đi thì nó mất. Ở đây mình giảm khá sâu nên là nó không thấy độ mờ của nó, thì nó bây giờ nó phản chiếu rất là mờ. Bây giờ mình ví dụ mình giảm xuống, thường thường gỗ chỉ để khoảng độ tầm 0.85 thôi, tùy tùy từng trường hợp, và đối tượng này mình cũng để khoảng độ 0.9 nhé. Sẽ nói trên một cục này thôi nhá, này để lúc đầu bằng một đúng không, giờ mình sẽ để bằng 9.9 0.95 đi. Rồi mình sẽ render chỉ cần một cục này thôi, nào biết bỏ AB đi, mình sẽ render lại ba cái cục này. Thì bắt đầu mình vẫn thấy nó phản chiếu bình thường và nó được mờ hơn một tí sau lúc trước. Lúc trước là đây đúng không ạ? Đây là B này. À, vừa nãy mình chỉnh nhầm, nó là chỉnh cái cục trắng này này. Cái hình phản chiếu nếu so với lúc trước để bằng một đấy. Giờ mình sẽ test thông số bên đối tượng xanh trước nhé, khoanh lại cái vùng này rồi render. Rồi chúng ta để bằng chấm 9 thì được như này, chấm 9.5 đấy. Cái hình ảnh phản xạ phản chiếu vào thì nó cũng khá sắc nét. Mình đổi nhá, lại nhá, mình thử render theo kiểu action xem thế nào. À, chấm 9 thì được như này đúng không? Nó bấm phím mở đi nhá. Nếu chúng ta để thông số này giảm xuống này, 0.8 thì hình ảnh của chúng ta sẽ mờ hơn. Bức hình này là B này, bên trên này là A, mờ hơn đúng không ạ?
Và nếu chúng ta để khoảng độ chấm chấm 7 thì nó lại mờ hơn nữa. Rồi mình xếp nhá. Đây chấm 7 đây. Mình tăng lên chấm 9 thì nó sẽ sắc nét hơn. Mình xếp vào lại. Đấy, mình so chấm 7 với chấm 9. Bên dưới là chấm 7 này. Bên trên là chấm 9 này. Đó, chấm 7 chấm 9. Mà mình giảm xuống sâu hơn nữa. Đây đang chấm 7 đúng không? Mình sẽ giảm xuống chấm 5. Chấm 5 thì nó rất là mờ nhè. Đó, mình xếp lại với này. Bạn để kỹ nó có thay đổi về thời gian, có nghĩa là độ mờ nhòe càng ít thì thời gian render càng ngắn, độ mờ nhòe càng nhiều thì thời gian render càng tăng lên. Đó. Nó sẽ có quy tắc này nữa, và cái góc mờ nhòe này tùy vào từng trường hợp, tùy từng chất. Đổi chất liệu dù là gỗ hay là vải, nếu chúng ta đổi thôi cục vật liệu đi, đổi vật liệu đi thì cái chất liệu của nó không thay đổi. Đây là hẳn cái tấm vải khác đi nhé, vải thô hơn, đây vải thô hơn. Rồi mình bấm render. Thì bản chất cái chất liệu đó nó không thay đổi, cái bề mặt nó chỉ chất liệu bề mặt không thay đổi, nhưng chất liệu bên trong chính là cái vân vải thì thay đổi, vân vải, vân gỗ thay đổi, nhưng mà độ bóng thì giống nhau. Khi độ bóng giống nhau thì người ta sẽ độ cảm sẽ giống nhau. Họ bảo đây không phải là vải mà họ chỉ có nói là acrylic vân vải chẳng hạn, hay là chất liệu gì đó vân vải, chứ không gọi là chất liệu vải nhé. Mà bạn muốn diễn tả ra chất liệu vải thì chúng ta thứ nhất là nó sẽ không phản chiếu rất là ít. Ví dụ chẳng nó có phản chiếu như thế này, ví dụ như là vải 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 bình thường nó khác, cốt tông nó khác, vải siêu nó khác, vải tất cả các loại vải, thì trong có đó có loại vải và loại vải siêu thì nó bóng hơn đúng không, siêu là bóng nhất đấy. Thì siêu thì đúng là loại này, nhưng nó chỉ cần cho mờ đi nó ra vải siêu thôi. Còn nhiều cái thông số khác, nhưng mà chỉ cần đơn giản cái thông số mờ nhẹ này, bạn chỉ cần giảm cái thông số mờ nhòe đi thì nó lại phải siêu rồi. Giả dụ như là cái độ mờ nhòe đang là 1 đúng không, mà để chấm 5 nữa thì nó là sẽ ra cái độ vải, cái độ bóng cao rồi bạn lên đường. Nó còn tùy thuộc vào từng góc độ nữa cơ nha. Đây nó sẽ là vải, và bạn không nhìn là chất liệu vậy, đây chỉ bạn nhìn giống vải bóng thôi.